đó, mà cái đường mà cái đường đó là có miếng ngang thì mình không quay qua được, hiểu không? Đó như cái đường đây này để tôi tới chỉ cho là quay qua được này. Đó. Nó quay ra được là mình quay lui lại được. Đó, đây là quay được. Đó, chỗ đó nó có cái đường ngang qua chứ. Dạ. Còn cái cầu chỗ đó em thấy đâu có chỗ có đường ngang qua. Vô chợ đi vòng vòng chơi. Chơi nhà làm gì? Chơi 5 giờ chiều hoặc đi làm về. Có đi nông nước, nông hồ chơi không? À, để chiều họ về, họ chở mình đi. Bây giờ là đánh. Rồi thì ngồi chơi rồi hết chợ rồi đi ra đi tiếp không? Đi tới chiều về, 5 giờ chiều. Đi vào đây rồi dây số tới chợ cho. Cái này không có đội nón có sao không? Được, tôi chở cho. Chỗ một có công an một đồ là tôi biết cái cách. Đã chờ lâu thôi. Thì vô đi chơi là tôi đứng ở ngoài đâu chờ đi xe ôm mà đi chứ còn trừ đi đi ra đường thì mình ngồi mình cách không chứ. Còn đi có người ta vô chơi thì chụp mình chụp không không phải tránh tiền chờ nó có nhiều người bất ngồi chờ nó phải tránh tiền. Đi chỗ nào thì trả tiền chỗ đó nha. Không có trả tiền chờ nha. Không có trả tiền chờ có tiếng phải trả tiền thêm nữa. Đi làm 5 giờ chiều mới về, chiều tối giờ đâu đi được nữa. Anh tên là gì? An. An hả? Ừ. Anh tên là Vũ. Vũ hả? Dạ. This is Dragon Cliff, đường cầu Con Rồng. Cái này là sông Hàn luôn hả? Sông Hàn đó, sông Hàn vậy đó. Dài quá ha. Ừ, nó dài. Ô, nó lấy chân kia. Nó lấy chân cao, nó quanh hết. Chạy chặt cả chục cái cầu đà đẳng đi luôn ha. Vậy
Ồ, Đà Nẵng nhiều cầu quá ha. Đó, một cái cầu nữa kia, một cái cầu nữa kia. Đó, bốn cầu đây, cầu bên kia. Cầu đi. Cầu bên đó, mới bốn cầu đâu, ba cầu đó, bốn cầu. Đi qua cầu kia này là bốn cầu kìa. So they have like about four or five bridges here for the Han River. Nói đây bên mình, mình nghe nó là biết. Tại nó bên Tây không ạ? Nói tiếng Việt không hiểu. Người Mỹ là phải nói tiếng Tây tiếng Anh chứ. Không, tại nó coi trên YouTube á, thường thường là mấy Tây mà, mấy bạn toàn là Mỹ không à. Thì Mỹ mà phải nói tiếng Anh với anh chứ. Ờ, thì mình nói chung này để nó nghe nó biết. Xong mình rủ đi chơi luôn, đi về Việt Nam chơi biết luôn. Tây đi rồi, nhưng mà hồi đó đi Tây không có quay phim. Đi thoải mái vậy thôi. Bây giờ rảnh thì đi quay phim. Bạn có dẫn bà con có dẫn qua đây kia bằng cái gì qua này đường Bạch Đăng. Đường Bạch Đăng, yeah, this is Bạch Đăng Street. Còn bên kia là Trần Hưng Đạo phải không? Trần Hưng Đạo Street on the other river, the side of the river. This is Bạch Đăng Street. Go around the Han River.